hay các cái huyệt đạo mấy huyệt vị ở trên cơ thể con người mà chúng ta chữa bằng đông y hàng bao nhiêu năm, bây giờ vẫn còn bấm huyệt đấy, bấm huyệt mấy cả cái dùng máy gọi là máy X quang với các thứ thì làm sao mà tìm ra huyệt trên cơ thể con người được, nhưng nhiều cái lắm đấy, ngay cái vấn đề ấy luôn, dùng máy rồi các thứ để tìm huyệt trên cơ thể con người để tìm xem là cái cơ sở khoa học nào để người xưa người ta dùng cái biện pháp bấm huyệt mà đến tận bây giờ hoặc châm cứu ấy, mà khoa học hiện tại không thể, vẫn chưa 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 giải đáp được. Mà trong khi những nhà sư như là ông Hải Thượng Lãn Ông từ cái thế kỷ kỷ 17, nhà sư Minh Không là từ cái thế kỷ 10 11 là thế kỷ 21 22 rồi, nhưng mà dần dần nó thất truyền. Ở tỉnh Chiết Giang bắt đầu, Chiết Giang Trung Quốc từ 4 năm trước người ta đã cho học sinh tiểu học học về về kiểu đông y mấy cả châm cứu mấy điểm huyệt mấy cái gì gì ấy, nhưng mà xuất phát từ cái việc là phụ huynh xong rồi cũng gây tranh cãi, phụ huynh bảo học đông y thì không ra không có tương lai. Xong rồi chính phủ mấy cả theo cái bài báo mà tôi được tiếp nhận ấy thì là người ta bảo là để chỉ cho giới thiệu cho học sinh cái lịch sử văn hóa dân tộc thôi. Nhưng thực ra các cái trò đông y với cả các thứ, mình nói là xin lỗi các bạn đông y nhá, mình đã nói là thật thành các trò hay lắm, nuôi nuôi trạch nữa hay. Tự nhiên mẹ đang đang giới thiệu với mọi người mô hình nuôi trạch kiếm tiền tỷ mỗi năm mà tự nhiên sa đà vào đông y với tây y. Tại vì mà sáng nay mới cả mấy hôm nay gọi là mình cũng đây này, con này lâu lắm không gặp này này. Đấy, có bao giờ bắt cá dễ như thế này đâu, bắt trạch dễ như thế này đâu. Các ông bắt lươn bắt niếc là phải câu, tôi đây thả tay xuống là chúng nó bò vào tay. Ê, nó kiểu cái trời lạnh này này thì bọn trạch với bọn lươn này là nó hú ở phía dưới, nó không sống ở tầng mặt. Nhưng mà khi trời nóng lên mùa hè mùa hiếc là mọi người sẽ thấy là nó ăn trên bề mặt này này, tôi chỉ cần thả 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 tay xuống là chúng nó bâu đầy tay. Nước này thì nói chung là không phải bẩn đâu, nhưng mà tôi cũng chưa ngửi, chưa biết nó có thối hay không, nhưng mà đại ý là kiểu cái này nó có cái triệu chứng của rêu không ạ? Rêu mấy cái mẹ thì nói chung là đại ý nó như kiểu rêu ấy. Chứ còn tôi nghĩ cái màu này hoặc là cái nước này nó do là như kiểu vi sinh vật, cái màu màu mang màu xanh này. Thì bình thường nắng à, các ông biết tôi rồi đấy, thả tay xuống là trạch nó bò vào. Trạch này thì nói chung là có lẫn cả trạch ta với trạch sụ, người ta có nhiều cái mô hình nuôi trạch rồi này. Có cái vợt kia thì một phát thì vợt được đống, nhưng mà tôi thả tay xuống nó còn bâu vào tay tôi. Các ông đến mùa hè có lẽ là sau cái thời tiết lạnh này này, đến mùa hè thì tôi hy vọng là chắc là nó sẽ nước nó sẽ trong hơn. Đến mùa hè mọi người sẽ thấy tôi thả tay xuống như này, nó quây quây quơ bâu 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 đầy tay mình luôn, bâu xong nó rỉa. Nói chung là lâu lâu lắm mà không gặp, có nhiều thứ lắm, có nhiều thứ trong cuộc sống. Mà lại đến vấn đề của bọn trẻ con học suốt ngày, bảo hứa cho bọn nó bảo là đưa nó ra tảo mộ mà bà bảo nó cứ bận học bận hiếc, thế nào bảo hôm nay ấy xong rồi cho bọn trẻ con nó đi đi tảo mộ. Đây các ông phải lấy cái nọ cái kia đây, tôi lấy tay tôi vợt. Mấy ông cứ xà à, cái gì nhỉ, cứ dụ tôi bảo là dùng lá lốt lá niếc. Bọn này phải bắt bằng lá lốt. Mình nuôi như này nó mang cái kiểu có cái tình cảm vào rồi. Mấy là nói chung là ăn ăn thì nhiều ông đi tìm thức ăn thì tức là bây giờ hàng ngày hoặc là hàng giờ hàng tháng này vẫn đi tìm thức ăn. Mình ấy như này là mình không còn tìm thức ăn nữa rồi, chỉ trừ khi gọi là cái hồ sen này, hồ sen này nó đẻ ra nhiều quá thế là nó chật, mình mới lại nghịch mình vớt. Nhưng mà thực ra là nuôi cái gì cũng thế, cũng đây này, cái người của nó bao giờ các bạn sẽ thấy là người của nó sẽ có cái kiểu bùn với cả đất đi, nó nặng này, cho nên đặc tính của bọn này là nó toàn nặn xuống phía dưới. Xong rồi vừa rồi tôi vớt hết cái rêu này ra nó mới ngoi lên chứ. Chuyện cuối năm rồi cũng nhiều cái để nói cho mọi người đã. Ông nào mà làm kênh YouTube yêu tiếc nói về chuyện đông y với cả các cái chuyện mà thực tế hàng nghìn năm
Nhưng bây giờ bị lãng quên nó cũng là chủ đề hay.